Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Kinh nghiệm chọn tỷ hưu chuẩn theo từng bản mệnh. Cũng giống như cách chọn vật phẩm phong thủy khác, cách chọn tỷ hưu tốt nhất cho gia chủ chính là dựa vào bản mệnh của mình. Dưới đây là kinh nghiệm thực tế để bạn có thể chọn được tỷ hưu phù hợp cho chính mình. Cách chọn tỷ hưu cho từng bản mệnh. Mỗi người sinh ra đều có một cung mệnh và ngũ hành riêng của chính mình. Vì thế chúng ta cần căn cứ theo thuyết ngũ hành để có thể có được cách chọn tỷ hưu phù hợp nhất. Người mệnh kim. Người mệnh kim là người sinh các năm 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001. Những người mệnh này sẽ hợp với màu trắng, màu bạc, màu xám. Theo quy luật tương sinh thì người mệnh kim còn hợp với màu vàng, màu nâu đất và cực kỳ tương khắc với các màu thuộc hành hỏa như màu đỏ, tím, hồng. Vậy nên, khi chọn tỷ hưu, người mệnh kim cần chọn vật phẩm theo màu bản mệnh hoặc theo màu tương sinh để tăng thêm tài lộc. Người mệnh mộc. Mệnh mộc là những người sinh các năm 1958, 1959, 1972, 1973, 1988, 1989, 2001, 2003. Màu hợp mệnh mộc là màu xanh lá, gỗ hóa thạch, xanh lục. Người mệnh mộc tương sinh với màu đen, xanh nước biển hay xanh da trời, xanh lam và sẽ tương khắc với các màu thuộc mệnh kim như màu trắng, màu bạc, màu xám. Do đó, người mệnh mộc khi chọn tỷ hưu thì nên chọn màu hợp cung mệnh hoặc màu tương sinh để tốt cho sức khỏe và tài lộc. Người mệnh thủy. Người mệnh thủy là người sinh các năm sinh 1953, 1966, 1974, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997. Những màu hợp mệnh này là đen, xanh nước biển, xanh da trời, xanh lam. Theo thuyết ngũ hành thì kim sinh thủy, vì thế người mệnh thủy có màu tương sinh thuộc hành kim như màu trắng, xám, bạc và khác các màu thuộc hành thổ như màu vàng, nâu đất. Do đó, nếu bạn thuộc mệnh thủy thì nên chọn tỷ hưu có màu bản mệnh hoặc tương sinh để chiêu tài, đón lộc. Người mệnh hỏa. Mệnh hỏa có năm sinh tương ứng là 1949, 1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994 và 1995. Và theo quy tắc ngũ hành thì màu thuộc bản mệnh hỏa là màu đỏ, tím, hồng vì mộc sinh hỏa, vì thế có các màu tương sinh thuộc hành mộc như màu gỗ, xanh lá, xanh lục. Ngược lại, màu tương khắc của mệnh này thuộc mệnh thủy là các màu đen, xanh nước biển, xanh da trời hay xanh lam. Dựa trên màu bản mệnh và màu tương sinh mà các gia chủ mệnh hỏa có thể chọn tỷ hưu có màu tương ứng để thu hút nhiều tài lộc và thăng tiến trong sự nghiệp. Người mệnh thổ. Năm sinh tương ứng với người mệnh thổ là 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998 và 1999. Những màu sắc hợp với người mệnh thổ là màu vàng, nâu đất và các màu tương sinh thuộc hành hỏa như màu đỏ, tím, hồng. Và cũng dựa trên quy luật tương khắc thì người mệnh thổ sẽ khắc các màu thuộc hành mộc như màu gỗ hóa thạch, xanh lá, xanh lục. Do đó, người mệnh thổ hãy cân nhắc các màu bản mệnh và màu tương sinh khi chọn tỷ hưu để có thể mang lại nhiều phúc khí và may mắn. Những lưu ý cần thiết khi sử dụng tỷ hưu. Không chỉ quan tâm đến cách chọn tỷ hưu mà gia chủ cũng cần lưu ý đến cách sử dụng tỷ hưu sao cho phát huy tối đa ý nghĩa của nó. Những kinh nghiệm thực tế sau đây sẽ giúp bạn. Khi mang tỷ hưu từ cửa hàng phong thủy về nhà hoặc trong quá trình sử dụng cần phải tẩy uế cho tỷ hưu để làm sạch bụi bẩn, tránh các năng lượng xấu bám trên tỷ hưu để linh vật này sạch sẽ, có phúc khí như ban đầu.
khi đặt tỷ hiu trong nhà hay nơi kinh doanh, cần phải khai quang điểm nhãn để vật phẩm phong thủy này phát huy tối đa công năng của mình. Tránh sờ tay vào tỷ hiu, nhất là mắt, mũi, mông, bụng vì có thể làm rơi rớt tài lộc, khiến linh vật mất đi vận khí. Tuyệt đối không làm dính máu lên tỷ hiu vì linh vật này rất kỵ máu. Không đem tỷ hiu ở chân và cất tỷ hiu ở nơi có năng lượng tốt để tránh làm tỷ hiu bị chảy xước hoặc mất đi linh khí. Những người có khí chất yếu như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai không nên đeo tỷ hiu. Đặc biệt, những người có tà tâm càng phải tránh đeo linh vật này vì có thể sẽ khiến vật đèn đeo bám bạn. Từ những chia sẻ trên, Quà Quê Việt hy vọng bạn đã có cách chọn tỷ hiu phù hợp với bản mệnh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!